Bây giờ không muốn đi học đâu, nghỉ hè rồi mà. Không được nghỉ hè, học chứ là không được nghỉ hè. Bây giờ cái lên. Trời ơi, cái thằng con ham chơi lười biếng của mình nó lại chạy thoát nữa rồi. Chạy thoát rồi, ui dạ đầu quá. Con bé có gì mà con chạy như vậy? Con học dốt quá, mẹ con có bắt con đi học hoài, con muốn đi chơi. À, thì ra con thích chơi hả? Dạ đúng rồi. Con kẹo nè con không? À, dạ có, dạ có. Kẹo này kẹo gì mà nhìn ngon quá vậy? Đây là kẹo bông gòn. Wow, kẹo dẻ bông gòn thơm quá đi. Đau quá. Ủa? Bác sĩ ơi, bây giờ mấy giờ rồi bác sĩ? À, mấy giờ rồi con? À, chứ là mình trễ học rồi, mình phải về đi học mới được. Ha ha ha, thuốc của ta đã phát huy tác dụng rồi. Kể từ nay cậu bé sẽ không lười học nữa.